Ngày 19 tháng 11, tại văn phòng Ban trị sự Phật giáo thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Ban trị sự Phật giáo thị xã Điện Bàn tổ chức cuộc họp mở rộng toàn thể tăng ni trụ trì và ban hộ tự các cơ sở chùa tự viện trên toàn thị xã nhằm triển khai thực hiện một số công tác Phật sự trọng tâm. Thượng tọa Thích Huệ Pháp, trưởng ban kinh tế tài chánh Phật giáo tỉnh Quảng Nam, trưởng ban trị sự Phật giáo thị xã Điện Bàn chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, Đại đức Thích Đồng Thiện, ủy viên ban trị sự tỉnh, chánh thư ký, thay mặt ban thư ký thông qua thông tư số 795/TT-HDTS của Hội đồng trị sự và công văn số 283/BTS-VP của ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn thành lập ban quản trị cơ sở tự viện nhiệm kỳ 2022-2027. Chư tôn đức tăng ni trụ trì và quý ban hộ tự phát biểu xoay quanh các vấn đề về số lượng, chức danh, chức năng, nhiệm vụ các thành viên ban quản trị. Thượng tọa, trưởng ban trị sự Phật giáo thị xã Điện Bàn và ban thư ký đã giải thích một cách tận tình, chú đáo để các thành viên dự họp được tri tường. Cũng tại cuộc họp lần này, ban trị sự Phật giáo thị xã thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức đại lễ Phật thành đạo vào ngày 4 tháng 12 âm lịch tại chùa Pháp Hoa, văn phòng ban trị sự, phường Vĩnh Điện. Thành phần tham dự bao gồm lãnh đạo ban trị sự tỉnh, khách mời các cấp chính quyền, ban trị sự và tăng ni Phật tử trên toàn thị xã. Bên cạnh đó, chư tôn đức cũng đã thông qua các kế hoạch Phật sự quan trọng như bổ nhiệm trụ trì các chùa kiến và tái lập những ngôi chùa đã bị tàn phá do chiến tranh tại các xã Điện Hồng, Điện Hòa và một số Phật sự khác.